Hello, trung tâm điện tử Tấm Hoa xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể các anh em yêu nhạc trên mọi miền tổ quốc, và trở lại video ngày hôm nay tiếp tục lên sóng giới thiệu đến các anh em một cặp loa khủng long mỹ xịn thương hiệu đến từ PV, một cặp loa full kép 2 bát 40, sử dụng từ 220 côn họng 100, một cặp loa PV được sản xuất tại Mỹ Đế Made in USA. Model sản phẩm là SP4TI. Đấy, loa đẹp xuất sắc các bạn. Đấy, chất âm phải nói là phê lòi tòi phòi các bạn nhá. Đấy, tép tỉa rất hay các bạn ạ. Đây, bát của em nó đây. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Phải nói là đỏ au các bạn nhá. Đấy. Màng giấy gần vải này các bạn. Phải nói là với lông tìm vết, không có điểm trừ cho một cặp loa Mỹ xịn sò PV SP4TI, đẹp xuất con nhà bà sắc. Và một cặp loa chơi không gian rộng, phòng trà, quán bar, vũ trường, anh em đi làm phụ kiện. Đấy, hai bát dưới này nó ra cái giải trầm các bác nhá, hai bát trên này ra giải trung lời các bác này. Các bác thấy đẹp không? Ngon không? Đấy, tép tỉa hay không các bác? Đấy, tép sử dụng từ 14 côn họng 51 các bác nhá. Tép này tỉa rất hay các bác này. Đấy. Vâng, cam kết nguyên zin nguyên bản, bao đẹp các bác nhá. Đấy, bao đẹp, bao nguyên zin cặp PV SP4TI với công suất rất khủng 700W, đánh như chờ tháng 4 ôm. Và thì với một cặp loa Mỹ xịn sò PV SP4TI cấu hình 2 bát kép 40, sử dụng từ 220 côn họng 100, một tép kèn này bên em đang có một giá đầu tư rất tốt, mức 28 bao ship toàn quốc. Đấy, các bạn anh em nào có nhu cầu liên hệ bên em nhá.